Những biểu hiện gần đây của Hòa Minh Di và thiếu gia Minh Hải đã khiến dân tình không khỏi hoài nghi. Hòa Minh Di và thiếu gia Nguyễn Minh Hải là một trong những cặp đôi ngọt ngào nhất nhì showbiz Việt. Có một cậu con trai hơn 2 tuổi và người hâm mộ chỉ chờ đợi một đám cưới chính thức nữa. Tuy nhiên gần đây lại rộ lên thông tin Hòa Minh Di đã chia tay Minh Hải sau thời gian xa cách, thiếu gia sang Australia phát triển sự nghiệp, còn nữ ca sĩ ở nhà chăm con trai. Loạt dẫn chứng được đưa ra cũng chứng kiến nhiều người đã phải nghi vấn. Đầu tiên, Hòa Minh Di và Minh Hải vốn không ngoại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Trong thời gian đầu bạn trai sang nước ngoài, Hòa Minh Di vẫn livestream cả gia đình, thường xuyên tương tác qua Facebook. Tuy nhiên vài tháng gần đây, nữ ca sĩ không hề nhắc đến bạn trai trên trang cá nhân của mình nữa. Hai người cũng gần như không hề có bất cứ tương tác nào cả, kể cả bình luận. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hòa Minh Di và Minh Hải đều chỉ đăng ảnh con trai, chứ không chia sẻ bất kỳ hình ảnh gia đình ba người nào. Cũng tuyệt nhiên không nhắc đến nhau. Ngay cả ngày Valentine, Hòa Minh Di cũng chỉ đăng một bức ảnh con ảnh một mình và gửi lời chúc tới mọi người. Còn Minh Hải thì chỉ chia sẻ câu chuyện về ngày lễ này chứ không cập nhật đến tình yêu với bạn gái. Tiếp đến, Minh Hải đã đăng bài ủng hộ MV mới nhất của Đức Phúc nhưng không hề nhắc tới Hòa Minh Di, dù cô cũng có góp mặt trong MV đó. Về phần Hòa Minh Di, nữ ca sĩ cũng biết